ngoài nuôi được gì đâu. Nuôi không nuôi cậu. Ai nuôi? Đó. Mấy này nuôi hả? Nuôi mày được nuôi bà mấy ngày? Mỗi ngày luôn. Mỗi ngày quá là mỗi ngày ừ. Nay bà ở nhà mà ăn cơm được không? Người ta ra. Nhà ăn cơm gia đình cho nuôi gì ăn cơm ra ngoài chứ hơn hơn. Bà như bà không có trong gia đình cái gì? Tại sao ăn không được? Không có. Không có. Không có vợ tôi mấy năm rồi. Năm năm. Không rồi. Trời ơi trời. Nghe con rồi. Mẹ chồng nghe chắc nghe con rồi. Tôi không tin rồi đó. Tôi nghe tin mình hết trọng. Kìa mà cả hết trọng rồi. Nói rồi kìa. Còn báo cho anh Long biết luôn ha. Ừ. Trời, có bộ qua 3 tháng rồi đặt tên bé Mai luôn. Trời nào tôi thấy nó tin. Không thấy tôi không tin. Quá dữ luôn. Đâu đi đi. Tin, thông báo mà anh Long anh không tin luôn rồi. Ổng không vui hết à? Ừ. Thông báo cho chồng mà chồng không vui luôn rồi. Không tin thì nào mình thấy mới tin. Ừ. Không thấy không tin. Tai nghe không không mắt không thấy. Không tin. Rồi sao bà ý bà sao ông nó không tin à? Trời ơi ai điện đó. Alo. Ừ. Hết trơn rồi. Trời ơi. Ê ăn con nha. Ăn con uống kẹo không sao? Mẹ chồng không biết luôn. Ví dụ mà có con là mình cảm đến chị Trâu báo có bầu đó là ví dụ mà thật sự có con thì mình sẽ tính như thế nào? Tới công chuyện luôn. Đừng có ví dụ mà ẩm bé không? À, mà vô chơi là bà tên là bé Mai luôn rồi đó. Quá nôn mình. Quá nôn. Quá nôn. Có ngoài nuôi được gì không? Nuôi không nuôi cậu. Ai nuôi? Đó. Mấy này nuôi hả? Nuôi mày được nuôi bà mấy ngày? Mỗi ngày luôn. Mỗi ngày quá là mỗi ngày ừ. Mỗi ngày hôm nay có bầu là. Nay bà ở nhà mà ăn cơm được không? Người ta ra. Nhà ăn cơm gia đình cho nuôi gì ăn cơm ra ngoài chứ hơn hơn. Bà như bà không có trong gia đình cái gì? Tại sao ăn không được? Không có. Không có. Không có vợ tôi mấy năm rồi. Người ta đang cắn thai bị thai hành đó, người ta đang nổi nóng đó, không được nó chóng à. Ê, ê, té con. Lọc. Thôi mình ăn cơm nhà đi, ăn cơm với chồng với mẹ đi. Mẹ chồng đang nấu cơm chua. Ừ, mẹ chồng đang nấu nó món ngon kìa. Mẹ nhà cơm nhà cái coi. Đi ra ngoài bước hầu lúc gì đây tới giờ ăn cơm nhà con bữa một à. Còn như ăn cơm ngoài không? Ừ. Nóng rồi đó. Ăn ta. Trời ơi. Có rồi ta, có hay rồi cỡ. Có hay rồi. Bực bội nhà bỏ đi luôn. Rồi bỏ đi luôn. Rồi. Bỏ đi luôn rồi. Sống luôn rồi. Này là không theo bà khác luôn chứ đâu. Ừ, thông báo tin vui mà chồng không tin rồi bây giờ chồng không cho đi ra ngoài ăn cơm luôn. Không bực bội. Bà cũng đi luôn rồi kìa. Mình có bằng chứng gì không? Mình lấy bằng chứng ra cho anh biết đi. Lấy bằng chứng rồi mình có bầu 3 tháng gì đó, mình lấy bằng chứng ra cho anh biết đi để mà anh tin coi. Có bầu. Có bầu 3 tháng rồi, đặt tên bé Mai, bé Mai luôn. Cái nãy có đi thử hai gạch luôn hả? Hả? Hai gạch luôn rồi, thử hai gạch luôn rồi. Ba tháng rồi. Nó có bầu 3 tháng nha. Anh Long à, muốn vợ con là ở nhà ăn cơm cho nó sum họp, nó đầy đủ, nó ăn cúng. Chứ ra ngoài ăn thì chi người ta nó không quan tâm vợ rồi ha. Không có quan tâm rồi, nó không cho ăn cơm. Đi nhìn đói, bỏ nhìn đói. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Rồi, tới như vậy nữa. Trời ơi, cái gì em á, tại quần chân bây giờ nè. Ngồi đồng quà nó tới rồi coi. Cũng nóng quà đó. Đi chuyên gia buôn gia rồi ra ngoài cơm, ra ngoài cơm. Nước ngoài nuôi được bao nhiêu ngày? Ai
ai biểu không ăn cơm ở đây, trong đây kêu trong đây ăn cơm, trong ngoài nói với người ta nói không cho ăn cơm không à. Không cho ăn cơm, không cho ăn cơm, bỏ đói rồi lên trong phòng mãi cái nói vậy. Ba đi ra trước hả? Anh bà nói vậy là anh buồn, anh giận mà, thấy không, cơm nhà anh mày cầm đi trước, gia đình cho nó vui đi, bỏ chuyện sau đi. Sáp vô cái gì đó, cái gì á? Thôi con ra nói được rồi. Ba ơi, giận đi, ba ra trước ngồi đi. Không, giận đi ra trước rồi đi ba. Chị cũng nói chuẩn bị có bé mai gì kìa. Con chịu không? Đi ăn gì chứ? Ê! Sao vậy? Sao đủ vậy? Sao kỳ vậy? Được hổng nghe Đức. Bữa nay bé Đức đúng bà. Dù sao cũng là mẹ kế của con nghe con. Nghe không? Bố đi về. Đi về. Thôi nha. Dì bỏ. Đi. Thôi. Đi dì bỏ. Nè Đức nè, đừng hổng con. Con nữa chứ sao bây giờ bỏ gì đâu. Không nữa chứ sao con dẫn gì đâu. Không nghe. Ra trước. Đi. Thôi để vô phòng ngoài đó đi. Thôi đòi cơm thì giữ, chưa giữ cơm thì giữ, cơm đi ra ngoài ăn cơm hoài. Nhà bố có cơm hay gì à? Ở đây mà nói nhà tôi có lo cơm cho bạn hay gì. Họ giữ cho ngọn coi. Thì giữ với mình hoài. Không rồi. Biết lỗi hay gì đó. Con đi mà con. Bà biết cái tánh ông Long, bà đúng miệng và ông Long cũng siêu lòng mà. Bởi vì bà có bà suy nghĩ là anh hùng khó hoại mỹ nhân, bà mới chiêu chiêu đó. Được nè. Quýnh con vợ. Đi con. Chết. Okay. Thôi. Được. Lúc là lúc luôn. Rồi đang nghỉ anh Long đi, ở nhà ăn cơm chung với mẹ, chung với chồng đi cho vui. Không được. Sao vậy? Sao không được? Thì bây giờ mẹ nấu cơm rồi đó, ở nhà ăn bữa cơm với mẹ với chồng đi. Ăn cơm đi chung với chồng, hết dặn, ông đang dặn bà đó. Dạ coi. lớp bà lát rồi cái gạch mòn ở trên bà lát cho có chèn coi gì mà con rồi không có rồi nè con không có hổng nè ngồi chút bánh hoang nghe đó ngồi chút ê ngon quần lên coi hai nhà cơm nhà coi cơm nhà quá ơi cơm nhà với mẹ chồng đi gấp đồ ăn cho mẹ chồng ăn dạ đi ăn cái đi chơi ra ngoài ăn đi nhà ngoài ăn ở nhà quán có cơm đi cơm bà đà luôn chị chim sô lúc này là đang hướng về một cái điều nhất xong về báo tin thai 3 tháng 4 tháng ý là tưởng nó báo tin chồng vui ai à chồng buồn thêm ôi 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 nè ôi cái gì tới đâu đó bà đợi đâu hả ngơ ngác gì trời ơi nãy má chồng kêu ăn cơm không ăn má giấc này tự động chủ động ra ăn rửa mặt lén nói gì chứ nói không ăn chứ à. Lén à. Ăn gì á ăn với gì á trời ơi ăn hứa cá chà bá luôn trời ngon à cơm dữ dằn hả ăn bao nhiêu thì là múc bao nhiêu được không múc bao nhiêu ăn rồi bỏ cá thì cá gì chị bỏ muối cá muối hả wow.
Để em nhớ ở đây, ai mà ngồi ngồi ngay cái toilet. Xích ở đây nè. Ô trời, xuyên á, nóng lạnh luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thế mẹ chồng không? Để là quá cho nhiều món ăn luôn, trời ơi, ngon à. Chị ăn không hết, chị bớt thôi. Chị ăn thấy ngon miệng, chị bớt thêm. Vậy đó. Nhắm ăn hết không? Cá hủ, cá hủ và nấu canh chua rồi mày... thêm cá chiên nữa, khô chiên gì mà bà chơi đó, hóa ăn canh chua à. Thấy bà ăn miếng hèn quá, bà ăn với bà nha, chị bầu cho không? Hả? Chị bầu hả? Tôi làm nước mắm này không hả? Ồ ăn với bà nha, ăn hết rồi canh chua luôn. Chiều mà mẹ nó khác cho bạn. Làm gì vậy? Ủa ăn canh chua mà sao chị làm nước mắm mấy? Nước mắm làm à? Ờ, để nó ngọt kìa. Trời ơi, chân sâu rồi. Người sáng chế mà. Muốn ăn cái gì ăn à? Em ăn chị chấm nước mắm tươi thôi. Chị ăn ngọt quá trời luôn. Còn miếng mắt chứ nhớ rồi nè, chị chỉ xong. Ơi mà sao hôm nãy má chồng kêu bạn mà không ăn cái này mà tự chủ động vô bạn như và chim sao? Kỳ vậy? Hả? Ủa sao kỳ vậy? Nãy má chồng kêu ăn không ăn thì chắc này tự ăn vậy? Khóc luôn hả? Ai làm gì đâu khóc? Khóc hả? Khóc hả? Khóc luôn. Khóc luôn ai chị sao? Dạ. Sao khóc hả? Thôi, đuổi bay vào mắt. Buồn hả? Sao buồn? Kìa, tôi tới nằm ngủ. Thấy chị Phụng ăn cơm lại nó nằm ngủ con. Nó không dậu thì chị Phụng ăn chứ dậu. Ăn mạnh lên. Sao hả? Đực trai ha. Đứng hình luôn. Nó ăn cơm chưa con? Dạ. Con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn thêm không? Ngủ ở ngoài không được, con muốn ngủ ở đây. Sao ngủ ngoài cũng không được? Thầu hôn chim sâu lam sùm có không? Có lam sùm không? Nhỏ uống được kìa. Vô đây ngủ nói ngủ ngoài chim sâu lam sùm cũng được. Vô đây ngủ mát. Đây nè, đây nè cô ơi. Nó ngoài ngủ chim sâu lam sùm cũng được. Vô đây ngủ cho mát. Chú ơi, chúng ta xuống mà ngay quay cô mà. Bay, 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 sau này con nằm bay, bay. Gì? Nằm bay đi ngủ kìa, làm gì? Ừ. Thì thấy mẹ chồng nấu canh chua ngon không? Phát đèn nha. Trời.
chồng đâu có tiêu buồn. Thấy em giàu với sao? Sao để sự mướn luôn. Không. Dạ. Cái đó đi nằm với này nhất. Chứ mày bể cái đầu bây giờ. Đó cho gì bọn ăn con. Ăn đông đông vô. Về xài về tiện hơn. Thế à, cũng tạm có chứ nữa. Rồi bạn đó ai nấu rồi chim sao? Ai là người nấu cho bà ăn? Mẹ chồng. Ừ sao mà cái nãy mẹ chồng kêu bà ăn, bà không ăn thì tự động bây giờ bà tự vô bà ăn là bà trả lời coi. Không người quen. Gì vậy? Không người quen. Ăn mình chỗ quen. Ý là bà kêu bà vô ăn chứ bà đâu có ăn chung với bà đâu, mà ăn mình chỗ quen là sao? Không ngon chứ không ngon chứ ngồi ăn liệm liệm. Ngon không? Bữa nay mẹ chồng nó ăn cơm ngon không? Ngon không? Trời ơi, không ngon. Chê đồ hợp lấy, không ngon lấy lại. Cái này ăn như sao? Chứ ta nấu rồi ăn mà không ngon. Không ngon lấy lại luôn. Hợp lý. Trời ơi, trước mặt mẹ chồng ngồi đó mà đánh hỏi ngon không lắc đầu. Lắc đầu. Không, cái này nó giỡn không? Bây giờ hỏi lần câu đó, có ngon không? Ngon không? Ngon, 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 nó giỡn đúng thôi. Đường hoàng đây. Gì? Cái gì? Muốn đường hoàng đâu? Ăn xong đi, tôi cho, trời ơi, cho ăn, chim sâu ăn rồi mất mức tốt tiền nữa trời. Bây giờ hỏi thiệt chim sâu nè, canh này mẹ chồng nó ngon không? Cái này bà đi nè, ngon không? Bữa nãy có bà sao lắc đầu, làm bộ không? 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 Có bà chồng đây làm bộ lắc đầu là không ngon, thật sự ngon. Nấu canh cá cái gì à? Phước cái gì à? Như sao thú 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 à? Thú à? Bỏ điểm điểm hay cái ngồi nhà ăn ngon hơn ở quán không? Hơn. Bữa nay có đồng hồ em đi sửa đi. Chị mấy cái này dần dần không thấy ngồi luôn nè, có ngồi đây. Đẹp rồi. Ăn cơm rồi đi đâu? Kiếm chồng hả? Chồng đi đâu làm sao? Chồng đi đưa khách rồi, chút xíu về. Nãy tưởng đâu nghe đồn, tưởng đâu đi rước vợ cũ. Hết rồi. Hết hồn rồi. Giờ ông đi đưa khách rồi. Có đâu mà khó đi đưa khách rồi, tại vì sao? Cái đó hầu kêu chim sâu là ở nhà ăn cơm với gia đình chứ không ra quán ăn nữa. Còn nếu mà bỏ đi ra quán thì mốt có giờ khác luôn. Không sợ nữa. Không sợ hả? Không sợ, không sợ. Gầu thôi chứ không sợ. Mình ăn hết thứ cá này không chịu xong. Không hết hả? Ngon không? Ngon không? Cá ăn hết đi, ăn hết mới chơi đưa tiền à, còn ăn hết là thôi à. Nói rồi luôn á, ăn còn cơm là tôi không trả tiền đâu à, nói trước à. Mới ăn à? Gì? Mới ăn à? Nghỉ ăn thì khỏi trả tiền, đơn giản vậy thôi. Ăn hết đi. Bây giờ tôi hỏi bà nè, tôi mướn bà ăn 50.000. Bà ăn bà no hay tôi no? Ai no? Không no. Trời ơi, trời, bà ăn mà tôi no, bà nói chuyện ngộ vậy. Ăn hết tôi mới trả tiền, còn không ăn hết thì thôi. Khỏi rồi. Đó nghĩ ăn thì khỏi có tiền, đơn giản vậy thôi. Vậy ăn gian hết rồi còn xíu cơ mà. Ăn hết đi. Để bỏ tội đó. Trời ơi trời. Ê đừng đổ vô. Bỏ ngoài đi. Bà múc ra rồi ba ăn không hết mà đổ vô ai ăn. Rửa miệng. Cho mày ngứa giỡn nữa bạn. Đừng mai có đá. Đi ra chắc mày nướng cà phê hả? Dạ đi, hỏi đi. Đi đi, không ai đi đâu chưa, đi rồi. Có ai đi đâu, đi con mấy trả tiền á.
cái gì, cứ dạo một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe luôn các bạn. Chiếu. Bye bye.